Cá sông này các bạn, ngon lắm. Cái giống cá này ăn rất là ngon luôn. Cam Lào ngon lắm này. Cam Lào. Cam này thì họ bán bao tiền cân đấy chị? 25.000 một cân nhỉ? À, mua một ít để ăn chơi. Nhiều nước mà ngọt. Cái này anh mua bao tiền đây ạ? Bao nhiêu tiền con này? 300 một con. Con này to nhỉ? Chắc phải tầm cân mấy đấy nhỉ? Khiếp thật. Cái loại này là 2 cân một con. 2 cân một con, cả con rúi này to thật. Con này chắc phải tầm trên 3 cân. Bao nhiêu cân? 3 cân ạ. Wow. Con rúi này các bạn, con rúi ở trong cái ống tre này. Đó. Cá này. Đó. Toàn là cá ngon rồi các bạn. Cái đu. Khai kỳ lái. Ừ. Khai sao hàng ngân biên. À sao hàng. 25.000 ba con các bạn ạ. Đây có một con gà rừng nữa các bạn. Đó. Con này chắc tầm cân hơn cân. Khai kỳ lái. Thon loại. À 200.000 tiền Việt các bạn. Còn lắm. Nấm ngọc cẩu này. Dùng để ngâm rượu bổ dương các bạn nhé. Đó. Nướng xèo góc bếp nhé. Kỳ lái ngân. Ship bằng ngân Việt. Tu kia. À tu kia. Đây thì có mấy con sóc này họ xèo góc bếp này các bạn. Họ sấy rất là thơm luôn, ngon lắm các bạn ạ. Có hai con gà lôi này, một con màu trắng và một con màu nâu. Con trắng này lớn thật, con trắng này chắc phải tầm 3 cân thì các bạn. Gà lôi chân đỏ. Cân con cầy này chị. Con này chắc phải tầm hơn 3 cân các bạn. Tụi pia này khai kỳ lái. Ừ. Cân sao pan. À xi xi pan Việt à. 40.000 tiền Việt. Cá suối cá. Khiếp cá lăng lưỡi đỏ này. Khiếp nhỉ, con này to thật. Con này tầm 3 cân đấy các bạn. Con này gà lôi này các bạn, đó, chân đỏ này. Con này chắc là nó phải tầm trên 2 cân các bạn ạ. Con gà lôi này rất là lớn luôn. Họ săn được, mà nhà chợ để bán. Béo lắm các bạn. Con này thịt thì tuyệt vời các bạn. À, xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Lượng. Các bạn ạ, hiện tại thì Lượng đang có mặt tại chợ phiên biên giới Việt Lào nha các bạn nhé. Trước mặt mình đây là khung cảnh đồng bào người bên nước Lào, họ đang mang những cái sản vật này và những cái con thú này và các mặt hàng đặc sản của nước Lào mang ra chợ phiên để bán các bạn ạ. Còn bên này là mấy người bên Việt Nam mình bán có những cái quả cọ này các bạn. Đó. Chợ này thì được đông nhất trong khoảng khung giờ tầm 7 giờ đến 8 giờ các bạn ạ. Khung giờ này thì người dân bên Lào sang ấy, họ mang rất là nhiều động vật sang. Đó. Bên mình thì tranh thủ mua. Các bạn ạ, thường thường những cái chợ phiên ở biên giới Việt Lào ấy thì rất là thú vị và phong phú nha các bạn nhé. Đây là khung cảnh sáng sớm này các bạn. Người dân ở bên Lào họ vừa mới mang nông sản đặc sản và những con thú sang. Một chút nữa thì cái khu vực này đông kín người luôn. Mình đi quay khu vực dưới này nhá, quay lúc họ lấy đồ ra này các bạn. Đấy, họ đang bày đồ. Wow, này động vật này, khiếp thật. Những con sóc này các bạn. Khu vực này như kiểu là vựa sóc luôn đây này, rất là nhiều sóc nha các bạn. Sóc sáng sớm họ bày ra rất là nhiều luôn. Sóc, chuột rồi
gà rừng rồi, nhiều lắm các bạn. Sọc rừng họ săn bán được về bán rẻ lắm các bạn. Có mấy chục một con thôi. Đây các bạn, họ đang bày hàng ra này các bạn. Đó, chuột này, rồi là cá này, rồi là tất cả các loại nông sản. Bên kia sóc nhiều mà. Chuột này, khiếp, con chuột này lớn thật đấy. Ừ, chuột này to thật, không biết họ bán. Chuột chuột, cái này chuột chị ạ. Chuột chuột chuột, không phải chuối đâu. Cái này không biết là họ bán bao nhiêu đây. Bán lợn ai? Đây. Ê ơi, bán lợn à? 60.000 tiền Việt à, chuột chuột đắt gần mặc sóc. Còn à, đây là cái này là con à, chuột sấy này các bạn. Đó. Chuột họ sấy này. Các bạn biết cái này bao tiền đây? Ship hàng. 10.000 tiền Việt cái em vị này, kèm này. Họ ươm gia vị, họ nướng này các bạn. Này tunu. Là tunu ship hàng. Ship hàng. Các bạn có thể quan sát này. Đó. Tấm đạp lắm các bạn này. Đó. Một lúc rồi là những con thú được bán hết luôn các bạn. Một cái chợ phiên rất là phong phú và đặc sắc này các bạn. Đó. Dưa chua này. Wow, ở đây có mấy con cầy, con sóc này các bạn. Con này con cầy này. Đây con này bán bao nhiêu? Ăn tôi này 2.000 ngân. Bán nó. 2.000 bán. 2.000 bán. 20 xong rồi hả? Xong rồi hả? 250.000 con cầy này các bạn. Cầy bạc má. Ừ. Ừ đúng rồi. Wow, cá này to thế. Ủa con rúi to nhờ. Khiếp thật. Rúi này chắc là chơi 2 cân. Bỏ hẳn ra. Cá này cá gì anh nhỉ? Chiên. Chiên thật. Không phải lăng đâu chứ. Không biết họ bán thế nào đây nhỉ? Gần 200. Gần 200 nghìn à? Khiếp cá. Lăng đuôi đỏ này. Khiếp nhỉ, con này to thật. Con này tầm 3 cân đấy các bạn. Cá này chắc là cá sông rồi các bạn. Lớn lắm. Cần thử à? Cần tôi ngoại. Con lơ lô con lơ để đi à? Cá lăng. Họ bán một cân à? Họ bán thế nào anh? Cân 200. À, cân 200 à? Cá này cá sông ấy nhỉ? Cá này ngọn đấy. Con này gà lôi này các bạn, à, chân đỏ này. Ồ, con này chắc là nó phải tầm trên 2 cân các bạn ạ. Con gà lôi này rất là lớn luôn. Họ săn được, mang nhà chợ để bán. Béo lắm các bạn. Con này thịt thì tuyệt vời các bạn. Khu vực này thì mình thấy có sóc chuột rất là nhiều này. Và gà lôi, cầy này, nhiều lắm các bạn ạ. Đây còn khu vực này thì mình thấy họ cũng bán rất là nhiều động vật này các bạn. Khiếp, mấy con cầy, con cáo, con sóc này. Cá này các bạn. Rất là nhiều luôn. Con này là con gà lôi này. Sam loài hả? Tôi này sam loài hả? À tôi đi. À, còn con trồn này 350.000 này các bạn. À. Đấy thôi. À, 180.000 con rúi là 180 các bạn. 750.000 rẻ nhá. Khiếp thật. Con này tầm hơn cân. À, sâu cọ. Mấy con sâu cọ này các bạn. Nay khai chỉ kỳ lãi ngân. Loại hà, loại hà cân nhá. Cân nưng loại hà. Ờ. Thế kỳ tu pia này khai kỳ lãi. Ừ. Cân sao pan. À si si pan Việt à. 40.000 tiền Việt. Cá suối, cá sông các bạn. Cá sông. Cá này các bạn, toàn cá ngon thôi. Chim này, chim thì sẵn nhỉ. Này cân loại viện, loại hạ. À, loại. Cân loại. Loại. Ừ. Cá này các bạn. Ôi trời ơi. Cá này ngon, cá này nhiều thịt lắm ấy. Cá này cá khinh, cá khinh à? Cá sông. Ừ. Con này ngon này. Ừ. Con cầy kìa, con cầy kìa. Cân con cầy này chị. Con nục này khá ba lơ mà nó này. Con này chắc phải tầm hơn 3 cân các bạn. Không biết được. Con này
Hơn 2 cân. Trong này không biết là con chim hay con gà gì đây. Con đấy mấy anh? Con đấy mấy anh? Không biết ạ. Nó trông nó như con gà ấy mà mỏ như mỏ chim các bạn. Có 2 con gà lôi này, một con màu trắng và một con màu nâu. Con trắng này lớn thật, con trắng này chắc phải tầm 3 cân đấy các bạn. Gà lôi chân đỏ. Tuyệt vời lắm các bạn ạ. Ở đây sáng sớm thì họ bán đồ rừng ấy. Rất là nhiều luôn này, toàn là những cái động vật quý thôi các bạn. Gà lôi này, rồi là sóc cầy này. Rất là nhiều luôn. Ở đây thì họ tranh thủ trao đổi buôn bán chỉ tầm 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thôi là hết sạch con thú rồi. Ở bên Việt Nam mình thì họ không được phép buôn bán những con động vật như thế này ấy. Cho nên là họ tranh thủ đi chợ, họ mua để về thịt ăn nha các bạn nhé. Tuyệt vời lắm. À, chuột sấy. Chuột và sóc. À, này chuột hoặc là sóc đây đây. Và sấy khô. Sấy khô. Cái này cái gì nữa? Cái thuốc hay sao ấy? Không không. Cái vỏ cây ăn trầu ấy, cái đỏ đỏ kia mà trầu. Cái này là vỏ chay còn. Cái này củ khúc khắc. Củ khúc khắc. À đúng rồi đó. Khúc khắc, khúc khắc. Khúc khắc. Chứa xương khớp. Có nhiều. Toàn là đồ rừng rồi các bạn. Tuyệt vời lắm. Còn trong những cái ống này là cầy này các bạn. Con sóc, con rúi các bạn ạ. Này, rất là nhiều luôn. Bán cho tiền đấy nhỉ? Một cân sám loài hả? Sám loài hả 1 cân, 350.000 một cân. Mình đi ra khu vực này, các bạn. Cá lăng đấy, không phải chê đâu. Ớt này, măng này. Chim, tôm nọc hay tôm nu đấy? Tôm nu, tôm nọc, tôm nọc. Anh ấy khai kể lại 20.000 tiền Việt các bạn. Chuột này. Đây. Rau rừng này các bạn. Đó. Wow, chuột. Khu vực này là khu vực chuyên chuột luôn. Đó. Đây thì có mấy con sóc này họ treo qua bếp này các bạn. Họ sấy rất là thơm luôn, ngon lắm các bạn ạ. Để mình tiếp tục sang bên này xem khu vực bên này họ có các mặt hàng gì để bán nhé các bạn nhé. Đây đây là con rơi. Con rơi các bạn. Con rơi mà. Con rơi. Rơi nhỏ này họ sấy này các bạn. Đó. Treo qua bếp nhé. Kiểu Anh Ngân. Ship bằng Ngân Việt. Ship bằng Ngân Việt. Tụ kia. À, tụ kia. Ờ, ờ, được. Á trời nữa. Sao chưa lâu. À, đồ rừng đấy họ bán rẻ lắm các bạn. Ở đây khu vực này thì họ được phép buôn bán động vật hoang dã công khai và giá siêu rẻ luôn các bạn. Ở bên họ thì có những cái rừng nguyên sinh đấy, họ tranh thủ đi bẫy đi săn. Có rất là nhiều luôn các bạn. Ăn đi này, ướt này. Để mình sang tiếp. Sau bên này đứa bạn đi khám phá xem bên này họ có các mặt hàng gì để bán các bạn nhé. À đây họ cũng có một số sản vật ở bên miền Nam mình. Đây là những cái nấm ngọc cẩu này, dùng để ngâm rượu bổ dương các bạn nhé. Trang phục của người bên nước Lào này các bạn. Lắm. Tiền Lào. Đâu, rúi đâu. Đây có một con gà rừng nữa các bạn. Đó. Con này chắc tầm cân hơn cân. 2 kỳ lái. Thong loại. 200.000 tiền Việt các bạn. Để mình tiếp tục đi quay chia sẻ khung cảnh chợ phiên ở đây cho các bạn cùng tham khảo nhé. Đây, những cái con sóc, con chuột họ sấy này, họ thơm lắm các bạn. Để họ ướp gia vị vào xong là sấy rất là thơm luôn, gia vị họ đặc biệt hơn gia vị bên mình các bạn. Tiếp tục ở góc này mình thấy họ bán sóc này, bán chuột này và những con gà lôi nha các bạn, gà lôi rừng ấy họ bán nhiều lắm các bạn. À,
các bạn ạ, không có gì tuyệt vời bằng đi những cái chợ phiên ở bên biên giới Việt Lào này các bạn nhé. Ở bên biên giới Việt Trung thì không có nhiều đồ thú vị bằng chợ phiên ở biên giới Việt Lào này đâu các bạn ạ. Anh đây là cái nu khai khai kỳ lái này. Ừ, khai sao hàng hơn biết à, sao hàng 25.000 ba con các bạn ạ. Măng này họ bán bao nhiêu cô? Măng này họ bán bao nhiêu đấy ạ? 20.000 cả cái đồng đấy. À, một túi nhỏ 20.000 à? À. Cái này là con cá các bạn. Con cá này trông như kiểu con nóng nọc ấy. Mình đầu tiên mình cứ ngỡ là con nóng nọc thôi các bạn. Cá này. Toàn là cá ngon thôi các bạn. À, nâu sản này, những cái quả bí này các bạn. Ờ, lạc. Hoa chuối này, đu đủ này. Vỏ chay để ăn trầu này các bạn. Đó, rau củ quả này các bạn. Wow. Con rúi này các bạn, con rúi ở trong cái ống tre này. Đó là con chim hay con gì? Chim chào mào à? Họ bán bao tiền con này đấy? Hả? À 50.000 à? Hà ship à? 50.000 là tiền Lào, hà ship. 70.000 Việt. 70.000 tiền Việt. 50.000 tiền Lào. Đây mình tiếp tục đưa bạn đi chơi khám phá này. Đó. Cá này tuyệt vời, thật cá sông này các bạn, ngon lắm. Cái giống cá này ăn rất là ngon luôn. Cam Lào, cam này thì họ bán bao tiền cân đấy chị? 25.000 một cân nhỉ? À, mua một ít để ăn chơi. Này anh mua bao tiền đây ạ? Bao nhiêu tiền con anh? 300 một con. Con này to nhỉ? Chắc phải tầm cân mấy đấy nhỉ? Khiếp thật. Cái loại này là hai cân một con. Hai cân một con cả. À, các bạn những cái này là cái dùng để ép xôi đấy các bạn, nó đan từ những cái tre đấy các bạn, ép xôi này các bạn. Tụt đây là hai ship ăn. Hai ship ăn. 50.000 còn con sóc các bạn, 50.000 một con. Con rúi này to thật. Con này có mì. Con này chắc phải tầm trên 3 cân. Bao nhiêu cân? Cân 3 cân ạ. À, con này bán bao tiền ạ? Bán cân. À, 1.500.000. Mấy một cân á? 300 một cân. Cao thế bớt đi chị, lấy đi cho 250 thôi. Đi gọi ông kia, ông nào ở đâu to nhỉ. Ở dưới rừng to nhỉ. Lần đầu tiên em thấy con rúi to như thế này ấy. Chấm trắng lại đây là cái đơm các bạn, họ làm rất là đẹp luôn này, họ làm thủ công, họ làm được những cái tre, cái luồng gì ấy các bạn. Không, còn trong này là không biết là cái gì đây, có khi là cái đơm nướng, chắc là như kiểu người Thái ấy, hay nướng thịt gọi là phạp phăm các bạn. Trong này là cái gì, cái bánh ạ? Anh chị gái, bánh ạ. Thơm không? Chua à? À nó lại chua. Cái này là rau rừng này. Đó, lá gần như cả lá đu đủ luôn. Không biết là nó có vị đắng hay là vị ngọt gì đây các bạn. Ở đây thì họ bán thổ cẩm đấy các bạn, đó những cái
thổ cẩm dùng để dệt làm váy đấy các bạn. Áo thì họ mặc quần áo phổ thông như bên mình thôi các bạn, và họ mặc mỗi cái váy là hơi khác một chút các bạn. Váy là váy dệt nha các bạn nhé. Áo thì áo phổ thông mua ngoài chợ. Thổ cẩm. Các bạn ạ, cái chợ này thì đông vui nhất là ở khu vực bán động vật này thôi nhé các bạn nhé. Còn đi vào trong khu vực bán những cái đồ gia dụng bên trong thì lại vắng thôi. Rất là tuyệt vời. Cái chợ phiên họ trao đổi buôn bán toàn là đồ rừng. Rất là thú vị các bạn ạ. Người dân ở gần đây thì hầu như là tuần nào được ăn thịt thú rừng luôn các bạn ạ. Đây. Các bạn ạ, như vậy thì mình vừa lang thang được các bạn đi chơi và khám phá xong cái chợ phiên ở đây. Bây giờ thì có khi mình xin phép được kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình trong ngày hôm nay nhá. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video lần sau.